Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chết. Yeah. Hôm nay tôi đi tham gia giải câu thi đấu. Trước khi anh em đang câu thì tôi bắt đầu ra cần. À, đây chính là cây cần của huyền thoại mang đem đi thi đấu. À, đây là bộ đồ thi đấu. Tôi sẽ câu khoai lang với cả cám chim cho nó khét. Các cụ thấy bộ đồ thi đấu chất lượng nha. Mồi khoai cám chim, dép gia truyền, cần 70.000 gia truyền. Nó hiện tại đang móm giật. Xin thưa các cụ là hôm nay em tham gia giải câu săn chấm đen do cụ Phạm Hoàng tổ chức. Ở đây chúng ta có 14 cần thủ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chết. Yeah. Có cá, có cá, có cá, có cá. Vật 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 vật. Đang chém gió để có cá. Chém lại to phết. 5 cân một con. 5 cân một con. Đấy. Nay đi câu thi đấu với combo trục 1.5 chảo 1.0. Thế là có cá chưa món giật. Thưa cụ là quả cần Shimano Fake này 4,5 m, đo thực tế được 3,7 m. Anh lũ.
hết đi. Đấy, cho các cụ xem cây nó đổ như nào để biết là gió kinh như nào. Thưa các cụ, là ban tổ chức biết mình không biết câu cho mình ưu tiên ra ngồi biên, nó vẫn đang móm giật. Trong khi mấy bố bên cạnh câu gần tạ cá. Chết 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 chết. 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 À rồi. Đấy, các cụ nhìn này. Các cụ nhìn quả cần Shimano. Gió thổi không mà nó cũng cong cần thì cũng cần phải giật cá. Úi giời. Úi giời. Đấy. Không cần phải giật cá mà gió thổi không cũng cong cần. Úi giời. Chất lượng. Này vang này sẵn chấm đèn này chấm hết. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời ơi. Úi giời. Úi. Đúng là một dấu chấm hết. Nó chọn ngày đẹp thì thi đấu này chết này. Tình hình là móm giật thì chúng ta phải chuyển vị trí đi chơi thôi. Đi học thì học. Bây giờ phải đi ám các cầu thủ, cho các cầu thủ móm giật hết. À, thanh niên này chắc có phải mặc áo khoác, à phải mặc áo mưa. Sáng rồi. Đấy, mùi thơm thế. Nồi móm giật, móm giật đi ám hết cho các cầu thủ móm giật hết. Cái này để cá ngoi bờ đập luôn đỡ phải vợt. Đây là vợt bằng điếu cày, nổi đầu bắt đập bốp phát là cho vào giỏ. Ôi trời, thật toàn hết rồi. Thế cụ có móm giật không? Móm giật được. Em cứ cấu đi chứ. Càng thế nhỉ? Ừ. Em không biết thì em ngồi ngoài biên nhưng em vẫn ngồi bút tay. Không hiểu kiểu gì. Bây giờ phải đi lại đi để cho nó giải tỏa tâm lý. Em phải ngồi đúng vực chiều gió. Đúng vậy. Rồi sao? Đi ám bắt cần thủ. Chúng ta cùng gặp gỡ anh Hoàng Mập. Lạnh lắm rồi. Đấy. Bằng nhíp được không? Nhíp cũng giờ này nhíp cũng không giải quyết được vấn đề nữa rồi. Phải dội nước sôi rồi mới được dùng nhíp. Bước 1 dội nước sôi, bước 2 dùng nhíp. Ui mặc áo này thì thôi ấm thôi rồi. Em tính là nay em mặc một bộ đen. Đấy. Em mặc thêm khoác thêm cái áo khoác thêm cái áo câu cá sông ra ngoài đấy, nhưng mà cũng thôi, vẫn phải mặc thôi. Tức là lạnh quá, bây giờ cá ấm. Nước vẫn ấm mà. Ủa nhưng mà trên này nước nông nhỉ? Dưới kia sâu vãi. Mười. Chín. Tám. Hết giờ thật à? Bảy. Sáu.
Khả năng hô hô xong ngất. Rét quá ngất. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Thế mình nhất rồi. Cái cụ là em nhất rồi. Em được khoảng 60 cân. Nhất. 60 cân là nhất cân đối. Khả năng em nên đổ cá cho em không cân đâu. Không được đổ một cân cá. Khả năng mình phải đi giấu cá, mình không câu được nổi một cân. Phải đi giấu cá thôi. Tèn tèn. Đấy. Bộ đồ đi câu thi đấu chất lượng. Móm giật. Đây cũng móm đẹp trai. Nhiều cá sái tay. Vãi cân bé tí cho thùng rất to. Cái này 2 cân mẹ. Cái này nó không đứng được con cá. Thôi cho cái chậu đi. Không sao hết. Cứ nhắc lên là được. Cho chậu đi. Vãi cân không? Ba sáu mấy lên này. 361 362 nhất rồi nghe.
một người thì đâu vàng hoàng. Vàng hoàng nhiều hơn. Ôi. Vàng 100% nhiều hơn. Dẫn rồi em như này đấy. 4 cân. Hoàng này hơn 4 cân rồi. Mình phải cân được cái to. Hoàng vật gì đâu. Hoàng hoàng nhất rồi. Hoàng hoàng nhất rồi. Hoàng phải 4 đổ lên. 4 rưỡi rồi. À. Hoàng bốn đổ lên. Quán năm, quán năm lại rồi. Quán năm. Quán năm rồi. Nhớ được lên rồi. Ôi. Quán thua. Bỏ tầm 6 cân. Anh nhanh nhất trong nền. Nhiều quá. Đây, 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 đây. Yeah. Nhiều của Hoàng. Ồ, đây nhiều của Hoàng. Anh ngồi biên. Bên dưới này ít gió. Nhìn thấy cá nhỏ, cá em to hơn. To nhưng mà đặc. Bên này nhiều. Bên này nhiều hơn. Đầy cũng đầy chậu rồi. Wow, bên này nhất rồi, bên này nhất rồi, bên này nhất rồi. Trời ơi. Thế thì tao bảo nó cân 2 lần. Thưa mẹ ấy thôi. Ôi, anh ấy đưa nó vượt của anh nhân rồi, anh nhân rồi. Ôi, 6 cân rồi. Rồi, xem xem đã. Anh Nguyên đây, Nguyên đây, Nguyên đây. Số 5. Anh Lưu Nguyên sỏi. 1,4. Anh Lưu đúng không nhỉ? Từ từ, Lưu Hoàng. 1,5.